Kêu mấy chú tới rồi. Bây giờ 4 giờ ra ngoài tháo mũi chích. Lấy búa đóng luôn em. Dạ. Ra đó hả? Dạ. À, hello các bạn. Buổi sáng nè. Buổi sáng là như là hết một buổi làm việc của nhà đó, hình như 5 giờ thức rồi hả? 4 giờ mấy vậy? 4 giờ mấy hả? 4 giờ mấy vậy thức. Dạ, thức để mà rồi, gỡ, ra sạch gỡ cái đầu máy này ra khỏi cái máy này là máy kéo hả? Kéo. Điện trước đi xuống pin á. Sao mà biết được mà không đi trước mà để tiền đi trước lạc tùm lum chứ hả? Tiền nó nhà cho nên em ở nhà, em ở nhà em đi xuống. Em khuya em xuống rồi, tối xuống luôn rồi. Hả? Em ở nhà em đi xuống đây luôn chứ không đi xuống máy. Không có xuống máy phải không? Xuống máy. Tối trùng chặt em. Là nhà rã dư tính hả? Nhóc nhiều lắm. Nguyên đội hình mấy kéo hình luôn rồi. Đội hình hả? Đội hình mấy người? Năm người kêu mượn máy của bạn tiếp hỗ trợ tiếp nữa. Lấy cái thùng ra, lấy cái thùng đựng ốc, cái thùng nhỏ đó. Mấy cái khai bên tay trái đây em vô có khai lạnh cho đó. Lấy à. Mà tái ngộ với thợ hàng, thợ nhà là không có xài sửa máy 1 nữa nha, mà sửa máy 4 nha. Nghe nó hù mà không không lại là bỏ luôn, là sợ chạy sáng lại chạy lại liền ha. Không phải hù đâu cho thiệt đó. Thôi bỏ thiệt đó, không ai đồ dữ lắm luôn. Nhiều quá ai nói làm đi. Cái tình trạng cái bệnh máy này nó làm sao? Sao vậy? Nào tài xế chạy máy này. À, tài xế đó. Sao lại không chấn tài xế chúng ta? Qua nói nghe độc độc đó. Độc rồi nằm dưới sình. Dưới sình cậu lúa mà 20 bao à. Nó có nghĩa là nó mắc lầy hay là nó không có lầy, nó cái máy đang chạy canh tim nghe lục cọc á, nó không dám chạy. Rồi cái bò anh đỡ mà kinh bò đâu chạy cái lớn đâu, để như canh ti bò hồi cái dính luôn, nó tắt luôn, như là tắt luôn á. Nó tắt rồi em đề lại sao? Chưa đợi luôn mà giờ con răng nó chết. Mà cái máy nóng dữ không? Không có nóng, máy đâu có chạy đâu. Không có hỏng kìa, dắt tắt nó nóng dữ không? Tại vì nghỉ có 1 tiếng đồng hồ rồi mới chạy lại. Tắt máy nghỉ 1 tiếng. Cái máy lúc mà cái máy nó hư á là cái máy lúc nó có nóng không? Đâu có nóng. Tại xích xích là cái. Lúc đó anh nó bị xích xích gắn cái tiếng đồng hồ là máy nghỉ cái tiếng rồi. Giờ lúc xích xích rồi là lúc mới mới. Cái này đề em 24 hả? Cái nào? Máy này nè. Thì kho trên đầu máy cài của kho đó, kho T55 đó. Không mà bà cái này là để đợi mấy bình. Để có bình 12 à. Một bình phải không? Bình 50 à, bình nhẹ đợi lắm. Rồi lo không nhớ đi. Bao nhiêu rồi giờ là nó cấp cấp là chạy hết được luôn phải không? Độc độc nó kêu nhẹ mà không dám chạy luôn. Rồi giờ lăn hết trơn rồi. Cứng nhất à. Cứng luôn hả? Cứng mãi luôn. Nãy gọi sáng gọi đi thì cái mô lết lần em lần không nổi rồi bấm hạ chú đi. Bây giờ theo ý nhàn là bị gì? Em nghĩ là chắc cam bọng rồi nó sức hay là lâu quá hay cam bọng hơi ống gì chứ nó kẹt nhông thôi em nghĩ là gì. Chứ tại vì máy mình nó không ăn nhớ đâu học đâu mà cái đến đâu có nổi nó tốt miễn rồi. Rồi xuống em ơi. Em nghĩ cũng đúng không? Tại vì máy đâu ăn nhớt bụng đâu. Cái hồng học nhớt còn cái gãi máy này bị đổ hơi nhẹ nè. Bị giác rồi, giác mà nó tắt ra em để ý nó gà khó lô mũi thì giữ không? Đệ tử Tấn. Gà khó lô mũi giữ không? Xay qua được vòng thì nó dễ quá, bây giờ cứ ngắt luôn không xay được ha nhà. Xay cứng luôn.
ganti mà, nãy ganti mà, ganti bỏ 1 cân đó. Bỏ 1 cân nó mới sửa. Cái máy này nhiều khi nó bị tắt một cái là mình có thể gán thêm không? Không gán luôn. Sáng bệnh bỏng rồi lấy cứ coi thử gắn lại thì cứ ngắt đâu có đời đâu, đứng là đời gì đó đời. Giờ em thấy xoay ngược lại thấy nó nhẹ hơn thì thận em được. Ngược sợ nó chả không? Tại vì nó chạy nó thận thì nó dính rồi. Chặt ra ảnh cái đó. Đạp nó luôn vậy? Đạp nó văng dư luôn á. Nghe kêu nó kêu hả? Lúc nó gần tắt hả? Kêu sao? Chạy ra nhỏ 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 gì đó, tắt luôn cái đề lại lại. Không mà nó có kêu cái tiếng nó kêu gần gần. Qua điện lọc cọc mà bên heo kêu bên chết bên heo á. Em nghĩ sáng em nghĩ là nó kẹt nhông kẹt đồ. Em mở này ra thấy nó trống lỏng mà đâu có gì đâu. Em sợ nhiều khi đâu quết rồi đổ rớt á. Nếu mà nó rớt gì thì nó làm một cái cạch. Nó đâu có liệm máy được. Cái này là từ từ nó xuống nó liệm phải không? Cái này tắt cái mọc luôn. Như nó lọc cọc mà nó tắt cái luôn á. Sáng mở này ra em coi thử mặt đạ mặt đồ thử trước khi gỡ đầu rồi đó. Không, thấy mặt đạ nó đâu phải như đó nó bao gồm tạ dài xuống dưới này luôn. Nguyên một cặp chứ mở bên đây à, đây đâu mở trước này đâu. Nếu nó nhai thì nó cũng khác à. Nhai là lập cái cốp. Giờ nếu mà nghi ngờ cái mạch đầu á, tại vì mình không có nắm rõ tình trạng máy nó xuống sao nè. Cái này nó có boe không? Không có boe. Có khả năng rớt cái gì vô không? Không. Ống ngủ chụp xuống mà. Chụp xuống hả? Ngủ được chuyện đi xa lắm. Chuyện xa lắm. Không, cái boe là không có khả năng rớt vô. Không có khả năng rớt gì vô phải không? Bây giờ để cho nó không có bị sai lầm thì mình sẽ mở cái mặt nạ trước đi. Dùng lại đi. Tại vì nếu mà nó nằm gì ở cái mặt nạ này á thì mình sẽ giải quyết nó gọn nhẹ. Chứ nhiều khi mình gỡ nắp láp thì nó phải đứt ron đứt bọng bên nắp láp nữa. Gỡ mặt nạ xong, phải không? Nếu mà có trục trặc gì mình phải tính ví dụ nắp láp. Rồi, ok. Thì tiến hành mở đi ha. Rồi, lấy khai đồ ra nha, gỡ cái nào thì nhớ cái đó đừng lắp vô cho nó mau chứ không gì. Cái này nếu mà tình trạng mà gom bọng rồi chừng hút vô chút đỉnh cũng đâu đến nổi đâu ha anh Vũ. Đâu đến nổi mà nó kêu gì. Nếu mà gom hút vô á thì nó làm sạch lên chứ. Này, đâu có kêu này nghe tiếng sạch không? Lính, nghe tiếng sạch gì không? Lên chạy nghe nhẹ nhẹ à. Đây sáng mới mở cái này ra thử nè mà không thấy gì trong sạch bon phải không? Thôi vậy trước tiên đơn giản nhất thì từ ngoài đến vào trong đi, gỡ mặt nạ, nếu mặt nạ không có gì thì gỡ nắp lắp. Rồi đưa cây qua đây đi, gỡ cho nó nhanh lẹ. Rồi ok, giờ tiến hành đi. Đây là tiến hành. Đây súng này, cái đem súng mình chứ không? Có. Có đem súng lại nữa hả? Có. Đừng cho nhớt à, đừng cho dính nhớt. Đây cái súng mình đi. Cái súng này nó đã từng bị thương rồi. Sao trọng không mở nhà? Không mở tại chỗ luôn. Để nó ngoài động. Giữa động khoảng ngát hả? Giữa động mà xịn mà anh loại cây số á. Là bộ xịn cây số á. Sáng là nội cẩu đây là mất hết nội 5 xị rồi đó. Đúng rồi. Nội mà gỡ mở kéo vô là cả 2 tiếng mới vô được tới lại đất đó, tới bờ kinh ruộng nó lúng như thế này nè.
hy vọng nó rớt cái gì vô cái mặt nạ, nó đứt chưa chết, nó kẹo xe tăng rồi thì nó nhẹ, mà sợ nó dính máy thôi, nó cũng nghi quá. Nếu mà hôm qua mà nếu lên mà kinh là em gã luôn rồi, gã tối luôn rồi. Ừ. Mà nó nằm ở giữa đồng sao mà dám gã? Rồi vậy đi nhà. Nó nằm dưới sình đó. Rồi khoảng chừng nửa tiếng sau là nó sẽ banh sát. Dừng các bạn. Nửa tiếng nha nhà. Dạ. Cái lúc mài á. Mà nói vừa thì sơ mi nó còn có nhiều chuyện nữa. Tại vì nếu mà sơ mi mình nó cũng phải tùy theo cái bộ bạc. Hồi tối lên cho tùy theo bộ bạc. Tại nếu bộ bạc mà nó cứng á là phải mài vừa vừa thôi. Đang quay đúng không? Ừ. Cái này là mua có sẵn luôn hả? Của ông Bảy hả? Mua của chị Hương đó. Hương nào? Hương Tỷ với Tài. Vậy hả? Hương Tỷ Nhân hả? Sao biết nữa? Tài mối mơ man không. Sao là nãy đi Long Xuyên mà hai bạn mình còn đi theo cái gì à? Đâu có. Sao mà gặp lại tại chỗ này? Về lại đi đâu. Nãy giờ chưa về hả? Đâu về đâu. Trời gọi anh cái gác cho gọi luôn nè. Dạ rồi thành đó. Chắc đi là tôi biết không gọi rồi. Rồi giờ mua được cái gì đem ra cái mình quay luôn hả? Kiểm tra ngay, tại vì lúc hồi nãy mà mình gã ra bánh sáng là mình không có có quay cái đoạn đó. Mai mình còn đi mình bổ sung. Ừ. Đúng rồi, giờ kiểm tra. Giờ thì cái nắp để lại xài nè. Miễn ba dê để xài nè. Chỉ làm một phải dơ thôi. Chứ làm nồng, nằm tủ khách trơn rồi. Mua cái lọc nhớt nè. Nhớt giống không? Nhớ số, mã số không? Nhớ giống nha. 6104 hả? Dạ. Hay ta. Đúng luôn rồi đó. Ở nhà mà. Bạc. Coi bạc nó xịn không? Mà lấy thử coi. Khui hàng luôn. Khui. Hai chai keo ha. Chai keo này mắc cắt gòn không hả? Là không cắt. Keo đó keo tạo gòn đó. Khỏi cắt luôn hả? Em nghĩ động cơ nên cắt luôn nè. Động cơ cắt cái nào? Động cơ vậy nóng. Tại vì nóng. Không có cái này tại vì mình không có trách nhiệm mà cái này là cũng là thợ nhà gáp mà muốn ghê cái rồi không rồi. Để mai cho mốt anh em mới làm mua. Cố gắng tiếp cái đi. Cái phát là mua nha 114 215. 114 đúng ghen luôn đó. Đúng luôn phải không? Cái phát đầu nãy có đo không? Có chứ. Em lấy cái mẫu heo mà. Ừ. Mời nãy là cái phát cũ nó là 115 phải không? Được rồi. Cũ là phát lô á. Nó mềm nó cứng nhắc hả? Đúng rồi. 114 rồi phát đầu hồi nãy không đo là sao biết? Em cầm phát mẫu em mà. Vậy hả? Rồi được. Vậy hả? Đúng rồi đó. Thì khi là mình mua sót thôi chứ em mua không lộn đâu. Rồi thì ok, là mua là coi tới luôn ha. Thấy thầy nhà cũng kỹ. Nè anh coi nha. Từ thì lúc mà bị cái cua ta 5B giật tới giờ là thấy kỹ lưỡng. Nhiều luôn. Ê, rồi mà cái máy đó cuối cùng sao? Vậy xài tới giờ luôn chứ. Tại em chứ tốt luôn. Là chủ ở gần đó hả? Gần nhà. Có bán cho con anh. Ai muốn cua ta 5B của bạn nhà là trở lại coi cái video đó nha. Lại hại lắm nha. Video đó giờ kiếm này không có anh Vũ. Có mà hả? Cả 2 năm rồi còn. Cái chai mưa làm Vũ á. Bộ bạc này là một máy là bao nhiêu? 450. 450 hả? 450 900 triệu 8 hả? Ồ, ba máy cho lộn. Chứ 350. Rồi có cho ông Tư ông coi cái bộ bạc này chưa mà. Chưa ông bộ vậy. Chưa ông bộ phải không? Chưa ông bộ giống đóng rồi. Ông thuộc dạng sư phụ rồi, ông nhìn nhìn bộ bạc là ông biết đóng cái sơ mi như thế nào cho nó phù hợp đúng rồi. Thực sự cái đóng sơ mi là nó có liên quan tới bộ bạc, bởi vì mình nó là bài tùy theo cái bộ bạc để mài nòng. Ừ. Nếu một bộ bạc xịn lưng bóng đàng hoàng á thì mài cái nòng bóng nha. Có bộ bạc lưng nhám cào gì. Mài hay nhám không? Hoặc là bộ bạc lô mà mài mà bóng lưỡng là chết, nó lên nhất hoài luôn. Còn nếu mà thợ mà mới mà thì đụng cái bộ bạc đó không biết chạy gu đai hoài nó lên nhất ọc ọc rồi thay hoài luôn đó. Bạn này là chạy cho Sunny Gang. Ừ. Thế chứ. Nhiều người là gắp cái máy vô mài Sumi bóng lưỡng á, đưa bộ quạt vô mà nó bị hở cạnh á. Ừ. Lúc trước em gặp em cứ bóng là phá nhiều người chừng chết à, xài bạc lô mà xài mài Sumi giống như là mấy cái cu le hồi xưa đó. Thời đó đâu có bạc tốt, bạc đuốc, bạc kim long rồi đó. Sao là bị mua máy ở trên của mình trên dạng mua công trên phố gì đó. Cũng có sáu mà bạc nó còn chạch đâu. Chạch mà hay xíu.
mà hai bộ bạc khác vô bạc có 5 triệu tiền loại 120 mấy ngàn á. Mà hộp xanh đó phải không? Ừ. Bạc đó em đấy. Bạc đó vậy mà đưa vô nó cũng rút vô nó cũng thích mà em nghĩ là một cái bộ bạc nó máy nó bỏ lâu quá nó không chạy nó dạng như nó bị hiếp á, bạc nó không bung độ bung nó không mạnh á. Lúc trước em bị mấy cái gì giống như bị liệt vậy phải không? Ờ, bị liệt. Cái bạc anh rút vô xe mi nó cũng thích chạy nó nhẹt mà nó nhẹt nhẹ te à, phải không? Mà quay như heo à. Cái đó là hồi đó mình bị cái gà tâm lầm, không phải mình bị mà là thằng đệ tử bị. Nó mua bộ bạc về ha, nó dịu dàng dữ lắm nó mềm xèo à. Về chạy trời vô khối ào trời. Mà cáp vô bộ bạc cái lưng rất là ngon luôn. Đẹp luôn. Mà khối ào ào vô khối lên nhất luôn. Mà thấy xèo à. Ừ. Rồi bắt đầu sốc kỹ trời. Ta dạ cái bộ bạc nó mềm. Mua nó không có độ bung nó không tính được á. Mua một khác lắm. Đồ ăn này thấy cũng được nè. Nhìn cái nó cũng tinh tế. Nó cũng có chảo hơn á. Còn bộ 300 nhìn nó không có đẹp. 300 nhìn thấy nó cứng cộng. Nhưng mà bộ bạc nó hay ở lá thứ nhì nè nha. À, lá thứ nhì là nó có cái lưng gạt nhớt nè. Và củ cũng có chứ. Củ em cũng có mà. Có không? Có. Vậy là nãy có gỡ rồi phải không? Củ cũng có. Cũng được. Nhưng cái bộ bạc á, nếu mình nói bộ bạc mà nó tốt hay là không tốt mình đánh giá theo cái độ cứng độ mềm này cũng không chính xác. Là biết sao không? Theo kỹ thuật á, thì cái bộ bạc người ta nó mềm. Nhưng mà khi vô lửa nó cũng vậy hoài à, nó có bị liệt. Còn cái nhiều khi cái bộ bạc lô của mình nó cứng ngắc mà vô lửa nó không mềm xèo như công như chị. Ờ cái độ đàn hồi ổng không có được, không có tốt khi mà gặp nhiệt độ cao. Còn cái này người ta luyện kim thì sao mà cái nhiệt độ cao là nó vẫn ok đàn hoàng. Cái đời này bên trong nó bằng như đầy phi hát 6 ngàn 600 á, 600 nó 4 máy. Con này 3 máy ha, 3 máy. Bà nói là bộ này xài chung với thằng 600 bình thường cũng pho luôn, bên trong bằng nhau mà xài bên trong giống hệt nhau thứ một thằng 4 thằng 3. Vậy là có đường binh này phải không? Binh có được. Rồi giờ bỏ bạc vô đi ông đi, rồi còn mua được cái gì nữa đâu? Hai bộ còn gửi đóng bộ hả? Gửi bộ được nhớ đúng. Thì còn ba này là cái đường mà mình lấy bông nhớt với sơ mi với lót. Coi như bữa nay cũng không làm ăn gì được chứ, còn tiền nó nói bữa nay cắt gòn hay sao anh Vũ mà ngặt sắt cắt gòn á thì để giật tới luôn chắc không cắt thôi. Thôi kệ đi mai đông tay mà ai cắt mai, ai gáp gáp. Coi như bây giờ cắt cắt ai gáp gáp. Bây giờ thì mai phân công gì nè. Ai rửa thì rửa. À, Tấn thì sẽ lấy đồ tại vì mạnh tay mạnh chân. Phải không? Vậy chở tới chở luôn không? Chở. Chở về rồi đó. Đó, rồi tiền á thì dẫn bù lon đi, còn nhàn thì đút bù lon gì nữa mà còn tôi làm công việc khác hỗ trợ tiếp cho nó mau hỗ trợ thì đứt người ta nó chỉ thôi nhớ quẩn xuống tiếp lại cho không tiếp cố gắng tôi giúp cái thợ sơn. Bây giờ nghỉ nghề tại vì bà cô bà bị bệnh được đó hả? À, là không có nghe tiếng động được. Ừ. Chú bây giờ thì làm mình máy cắt mà giờ máy cắt nó không có bị vấn đề mà bị cái máy kéo mà bị máy kéo thì máy cắt nghỉ luôn. Đúng rồi. Cắt rồi ai kéo? Động luôn, nó ai động luôn. Mà theo nếu theo bữa nay có một người cắt với thằng Tấn là được theo giá. Tấn nó mạnh vào. Ông chú bộ ông kêu cho chạy đi. Chạy đi gặn đó cặp bờ kinh tải vô cái xe ông đang chở mà lỡ mưa rồi sao? Lỡ chụp chặt mưa ra chịu. Thôi hạ để lúa đứng là để lúa nguyên si gì thì là máy là gì đó thế nào nó cũng có cái ngày nè đâu đâu số điện thoại anh máy anh đọc giùm tôi luôn đi 0372 152 666 tên Khánh hàng rồi Vinh Đề rồi có gì liên hệ sau đó là bạn không có đèn hả nãy cái nó không có đèn rồi ok tại vì bạn nó gửi cái máy HS90 nó cũng bị bệnh trầm trọng đó gửi gì đây hả? Từ ở dưới hình như Mỹ Thứ cái gì trở lên á trở lên trên mà thường thường á ở xa trở lại là từ bệnh đúng rồi bệnh từ nặng không bị, à bị nặng bị hơn thì chết bị hơn không nghe cũng hơi dội đó hết cứu rồi cứu rồi giống như cái máy này cũng ở hơi xa đó nghe không, cái máy này ở đó làm cũng được anh bây giờ cái máy này là bảo đảm sẽ chạy nếu mà bữa nay là mấy người gỡ là mấy người gáp mới được nha
này nếu mà chịu gáp, mình gáp là khoảng chừng 2 tiếng muốn gọi nó xong. Tại vì mà, ví dụ như hết. Mà cái ba cái đồ mà chỗ tiền gỡ thì mình đâu có biết đâu mà gáp. Đeo dữ anh. Hồi nãy là tôi nói gọi rồi đi về, có công chuyện gì làm đâu, tôi tưởng là về ai gọi là còn đây. Cái này tại vì một lần làm mà có đúng á, mình làm là cái này anh mày có làm cốt này chạy. Rồi cái cốt đó không có bài không hay là lại chứ mày lại khoảng đó chứ. Có kêu chẳng không làm vậy không? Thì nói máy đang làm đó. Nó đang gì hoạt động. Nhưng mà về mình cũng có phải gà. Có nghĩa là khi mình đem về mình bắt cái bít tông vô phải không? Cái máy kia nó nhẹ làm sao gà cái máy này nhẹ y chang. Nhưng mà nó cũng có một cái hay, có nghĩa là cái máy mình, cái dàn ba dê nó còn zin. Dạ. Chỉ có một máy đó, máy 2 bị lộn. Chứ rồi cái máy 2 đó bên hình lợi cán đó. Máy 2 đó. Còn cái bơm nhất ông Tư cũng nói sao? Kiểm tra được, ông kiểm tra. Ông kiểm tra thôi ha. Ông Tư thì được cái là khi mà ông kiểm tra mà cái nào ông nói là còn được. Là ông không có làm. Có số điện thoại em có gì cho mình hay mà nãy cái lốc giữa anh. Nó giọng gì mà nó nút găm nhẹ chỗ lốc giữa đó. Lốc có mấy ngày chỗ giờ nó cái chỗ xước đó ha. Ừ, cái xước đó. Nó không sao đâu, cái lốc pho nó vậy cái trâu kìa. Chợ nãy về ông kiểm tra ông rửa ông điện em. Nói trước đó ông hàng lại. Ông nói mình báo mình á. Hàng không còn lại ông làm luôn. Không biết hàng ghen hay là hàng dưới án. Không. Hàng nít là hàng thao. Bây giờ thì thôi sẵn trong tay thì mình di chuyển đồ mình vô luôn. Chứ nhiều khi đồ ở trong nhà là của mình á, còn đồ ở ngoài này không phải của mình. Ngoài là của ta đó. Bây giờ thì em cứ việc coi chỗ nào mà để được cái tranh cãi gì đó, cứ việc trách cho đó hết. Mai còn rửa cái này nè, cái này gỡ không, trong lốc này nè. Cái nào khi gáp là phải rửa là hết. Mai rửa. Nhưng ba cái đồ này là không có rửa lại nha. Nãy giờ hai thợ rửa kỹ dữ vậy. Là la chục lá rồi đó chứ. Còn máy này được không? Bài không? Thôi à, đem vô trong. Được hả? Ừ. Có tấm hộp đó. Rồi chỉ đem đồ vô thôi. Thì giấc này anh em đem đồ vô là coi như là hết ngày nay đó. Hết ngày đó anh ơi. Nhưng mà mai là nói gì mai phải tranh thủ đi lấy sớm. Lại đây mình ngày sáng em tranh thủ gáp vô rồi mình chạy mình thử test máy rồi nữa. Không nói tiếng gì chứ, còn thời gian hoạt động không ít gì cũng 7 giờ rưỡi. Thời gian hoạt động mà. Nói chứ mình tràn tan chả là 7 giờ rồi. Đúng rồi. Thì đó chạy có nửa tiếng thôi. Cũng mau. Chạy dữ vậy hả? Chạy gì là nhanh vậy. Đó. Thì đó nửa tiếng chạy cũng 40 cũng nhanh nhiều cũng gần à. Gần mà đường nó nhanh, đường lộ gì không có, tại vì cái đường lớn á, đường bây giờ á nó không có ổ gà không như lúc trước nữa. Nhớ lúc mà nhàn lại đây là đường ha, cạnh cạnh luôn ha. Cái 2 giờ xe nó làm cái đường tiếng cao tốc á, xe lớn vậy đi. Thôi bộ bạn treo lên nha. Rồi giờ vô em ơi, đừng có tắt. Em treo luôn, đứng nguyên giỏi treo luôn. Rồi, cầm đi, treo đồng nhớ đó nha. Rồi. Rồi mình đưa vô tiền đây. Cầm là kết thúc hôm nay, ngày mai sẽ nổ máy. Hẹn gặp lại vào ngày mai nha. Rồi ok, tạm biệt.